Chào tất cả anh em ha. Hôm nay còn lô bưởi nha anh em. Xin giao lưu với anh em ha. Lô bưởi mấy cây này sống khỏe chứ anh em ơi, đâm chồi ào ào. Đó anh em coi nè. Nửa khi vận chuyển có mới gãy mấy cái này không sao nha anh em, nửa đâm chồi khác thôi. Bưởi rất là dễ sống nha anh em. Nói chung mấy cây này dễ sống lắm. Anh em đừng đem trồng liền là ok chứ nè. Anh em cứ để cây gì nè. Đó khi đâm chồi mạnh thiệt mạnh á. Đó, khi mà lá xanh đậm luôn nha, xanh xanh đậm luôn á, rồi anh em đem trồng là ok à. Chứ mới về là anh em đừng trồng liền ha. Mấy cái này nói chung là cũng dễ sống lắm. Thôi đồ hành đi anh. Trồng liền thì dễ bị thúi lắm anh nghe nè. Thúi gốc á. Hành cây này là 71. Đâm chồi ầm ầm luôn anh em. Chiều cao là 51. Rồi cây mã số Z1 nghe anh em. Rồi anh quay sơn cái. Đó, đâm chồi rất là mạnh luôn rồi. Anh em để đâm chồi thiệt là nhiều hả hả chồng ha. Rồi Z1 cây này. Rồi để cho anh em là 1,2 triệu thôi anh em ơi. Đó, nói chung cái này là bán để cho anh em chơi luôn, 1,2 triệu bao ship. Rồi, tiếp theo cây mã số Z2 nha anh em. Đó. Cây này thì bầu đất nó hơi bị bên đây nè, nó bị nứt chút xíu nè anh em. Nó không sao ha anh em, bên này ok ha. Đó, anh sẽ cục dây cẩn thận lại cho anh em. Đó, cây này cũng đang nhú chồi lên nha anh em. Nói chung mấy cây bưởi rất là dễ sống anh em ơi. Nè. Nè, xanh dành hết trơn ha. Đó, nó dễ đâm chồi lắm. Rồi, tôi hoành đi. Hoành là 42. Chiều cao là 37. Rồi đừng cái chiều dài cái cây này coi. Cái này giống con thú. Rồi 68. 68. Rồi cây mã số Z2. Cây này nói chung để rẻ cho anh em là. Rồi, để cho anh em 700.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. Cái bưởi quá bự luôn. Nửa mọc chồi mình muốn ghép gì ghép hoặc là để chơi gin cũng được anh em. Này bữa năm rồi ha. Đó, mã số Z2. 700.000 bao ship. Cây mã số Z3. Cây này đâm chồi ầm ầm chơi nghe anh em nè. Cây nó dễ sống lắm anh em ơi, bưởi á rất là dễ sống. Rồi đô hành luôn anh, mã số Z3 hành là 55. Chiều cao là 58. Mã số Z3 đường kính bầu là 64. Rồi con quái thú luôn. Đó. Z3 đang đâm chồi rất là mạnh lên nè anh em, về cứ để cái gì nè ghê gạch lên hay gì đó, đó là từ nữa đâm chồi mạnh đem chồng là ok liền. Mã số Z3 ha, cây này giao lưu với anh em là. Rồi để cho anh em 1,7 triệu anh em ơi, bao ship tận nhà 1,7 triệu thôi. Đó, cây rất là đẹp, đâm chồi rất là mạnh luôn. 1,7 triệu mã số Z3 cây bưởi ha. Tục cây mã số Z4. Ồ, cây này khủng anh em. Nè nó đâm chồi anh em thấy không, mướt gượt hết trơn, rất là dễ sống anh em ơi. Bứng cái bầu vậy là dễ sống, để vậy là tự đâm chồi tự sống à. Rồi bưởi năm gôi nha anh em, rất là dễ sống. Anh em về lấy cây ăn trái cũng được nữa. Hoành 68, khá là bự luôn. Chiều cao 63. Chiều cao 63. Ngang cái bầu 67. Ngang 67. Đó, cây mã số Z4. Rồi, quay đi anh. Cây này khủng lắm anh em ơi. Rồi cái này để cho anh em là 2,5 triệu anh em ơi, bao ship tặng nhà. Đó, 2,5 triệu ha, cái này sống khỏe đâm chồi luôn anh em ơi. Đó, chỉ 2,5 triệu thôi, bao ship luôn ha. Rồi đổi phôi luôn. Tiếp theo cây mã số Z5 nghe anh em. Đó, cây này cũng khủng lắm nghe nè, bệ đế kìa. Rồi đâm chồi thì quá trời lừ khừ để chơi nghe nè. Bưởi rất là dễ sống anh em. Thôi tôi hoành chứ.
68. Chiều cao luôn, cây này giống thú luôn em ơi. Chiều cao là 48. Rồi đường kính bầu. Cây đầu này đường kính bầu 80. Rồi cây mã số Z5. Bây giờ cái nè, khá đẹp nghe nè. Rồi cây này thì em để cho anh em là rồi 2 triệu thôi anh em ơi, để rẻ cho anh em chơi đó. 2 triệu bao ship luôn á. Cây rất là khủng ha. Theo cây mã số Z6. Đây cũng là cây cuối cùng của clip luôn anh em ơi. Đó. Rồi, đủ hoành đi anh. Hoành 50. Chiều cao. Chiều cao cây này thôi, cỡ đây tính đây thôi. Cỡ 90 thôi anh em ơi. Chiều cao 90. Rồi, cây mã số Z6. Quay sơ cái đen. Rồi, cây này thì em để cho anh em là 1 triệu rưỡi thôi anh em ơi. Bao ship luôn ha. Z6 1 triệu rưỡi. Rồi, cũng này cây bưởi nha anh em. Rồi, xin chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em clip sau ha.